Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Thì mình là Trung đây Hôm nay như đã hứa mình sẽ tiếp tục lên chơi video về công cụ phái sinh nhé Và hôm nay mình sẽ đến chương số 2 Chương 2 là hợp đồng kỳ hạn Đây chúng ta cùng xem với nhau Thì nội dung bài học của ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ có 5 phần Phần lớn nhất ấy, là mình sẽ nói đến là khái niệm và đặc điểm của cái hợp đồng này Thứ hai là cách xác định giá kỳ hạn Thứ ba là kết quả của hợp đồng kỳ hạn Phần thứ tư ấy là mình sẽ nói đây là hợp đồng kỳ hạn ngoại hối và phần thứ năm sẽ là hợp đồng kỳ hạn lãi suất, được không? Đúng nhá, thì đấy là nội dung ngày hôm nay. Đấy, và cũng như chương một thì mình sẽ chưa phải tập ở video sau. là video này mình chú trọng nói lý thuyết cho mọi người thôi. Ok nhá. Thì đầu tiên mình chuyển đến phần thứ nhất để là về khái niệm và đặc điểm. Hay mình sẽ lấy bút mình nói ở đây. Về khái niệm ý, thì hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản xác định Đấy, với giá cố định tại một thời điểm xác định trong tương lai thì mọi người thấy đúng không mình đã đi vào một cái hợp đồng cụ thể rồi là chương một là mình nói về tổng quan thôi bắt đầu từ chương 2 mình đã đi vào những hợp đồng cụ thể đúng không và chương này mình đã nói cùng nhau đến là gì hợp đồng kỳ hạn đúng chưa thì ở đây mình sẽ thấy này hợp đồng kỳ hạn là gì là một thỏa thuận mua hoặc bán đúng không một tài sản xác định với giá cố định tại một thời điểm xác định trong tương lai đấy ví dụ là hai người gặp nhau và ký kết với nhau đúng không Đấy, một hợp đồng là mua hoa hồng chẳng hạn trong 10 ngày nữa chẳng hạn đúng không? Thì người ta chốt với nhau giá là 10.000 đồng bông chẳng hạn. Đấy thì đấy chính là hợp đồng kỳ hạn đúng không? Đấy nó sẽ là một thỏa thuận gì mua hoặc bán đúng không? Cụ thể đây là mua hoặc bán hoa hồng, đúng chưa? Đấy với giá cố định là 10.000 đồng bông. Đấy ta một thời điểm xác định trong tương lai là 10 ngày nữa. Kiểu vậy đúng không? Thì đấy nó sẽ là một cái hợp đồng kỳ hạn. Thì mọi người nhớ giúp mình ở đây ý, là mình cũng đã nói một chút ở chương 1 rồi, đấy là mua cũng phải xem là gì? Được mua tài sản, với giá cố định trong tương lai còn bán công cụ phái sinh sẽ là bán tài sản với giá cố định trong tương lai đúng không thì đây cụ thể mình đã đi vào một cái công cụ phái sinh cụ thể đây là hợp đồng kỳ hạn thì đây là gì mua hợp đồng kỳ hạn sẽ là gì mua tài sản với giá cố định trong tương lai còn bán hợp đồng kỳ hạn sẽ là bán tài sản với giá cố định trong tương lai ok chưa đó thì đấy là về khái niệm nhá tiếp theo mình sẽ chuyển đến đặc điểm đặc điểm thì nó có một số đặc điểm như sau thứ nhất hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận song phương giữa hai bên được chưa? Tức là hai người cứ gặp nhau thỏa thuận được với nhau là sẽ có hợp đồng. Được chưa? Đấy thỏa thuận xong phương hai bên thôi. Hai bên mà cùng đồng ý với nhau là được. Thứ hai là giao dịch trên thị trường phi chính thức. Đấy, thì mình đã nói cái này rồi đúng không? Thị trường phi chính thức sẽ giao dịch cái hợp đồng kỳ hạn này, thị trường OTC đấy, được chưa? Thứ ba là gì? Bất kỳ chủ thể nào có thể tham gia vào thị trường đúng không đúng không bất kỳ chủ thể nào miễn là cứ có một người mà đồng ý với mình đồng ý thỏa thuận với mình thì có thể tham gia được rồi Thứ tư là gì? Hợp đồng kỳ hạn thông thường được các bên tham gia nắm giữ đến hết thời gian đáo hạn Đấy mọi người nhớ nhá Hợp đồng kỳ hạn ấy sẽ được các bên tham gia nắm giữ đến hết thời gian đáo hạn Đấy chưa? Bởi vì sao? Vì khó bán lại do nhu cầu cá nhân Đúng không? Đấy bởi vì ở đây là giả sử là một hợp đồng chẳng hạn Mua 1.000 con gà đúng không? Hai người mua vào với nhau 1.000 con gà Đấy thì nó thường ấy được các bên tham gia nắm giữ đến hết thời gian luôn Tại sao lại thế thì nó là gì? Vì khó bán lại đúng không nếu mà muốn được tất toán trước hạn ấy thì họ phải bán được cho một người khác hay gì đấy nhưng mà đây là gì đây là ban đầu là cái nhu cầu của họ muốn mua nghìn con gà nhưng mà người khác đâu phải người ta muốn mua nghìn con gà đâu người ta muốn một con hay hai con thì đấy chẳng hạn đúng không thì rõ ràng là có sự khác nhau về nhu cầu đúng chưa cho nên là rất khó tìm thấy cái sự trùng hợp đúng không về nhu cầu ở đây thì họ sẽ khó mà tất toán được trước hạn đúng không thì sẽ phải thường nắm giữ đến khi đáo hạn đấy và kết quả của giao dịch thì được xác định tại thời điểm đáo hạn đúng không? Đấy, cứ đáo hạn thì sẽ xác định được kết quả của giao dịch thôi. Ok chưa nào? Rồi nhá. Đó, thì đấy là về khái niệm và đặc điểm, được chưa? Rất là dễ vậy thôi. Tiếp theo này, mình sẽ chuyển sang cái phần thứ hai Đấy là cách xác định giá kỳ hạn thì phần bài tập sẽ vào phần này, được không? Chúng ta phải nhớ công thức để xác định cái giá kỳ hạn này. Ok, thì mọi người nhớ một cái nguyên tắc ở đây nhá. Nguyên tắc đấy là gì? Giá kỳ hạn là giá trị tương lai của chi phí bỏ ra để nắm giữ tài sản tại thời điểm hiện tại nhớ nhá. Đấy, giá kỳ hạn này là giá trị tương lai của chi phí bỏ ra để nắm giữ tài sản tại điểm hiện tại. Đây là cái nguyên tắc để chúng ta xác định giá kỳ hạn. Đấy thì chúng ta nhớ nguyên tắc này tí nữa chúng ta xác định. Đấy mình nói nó sẽ dễ hơn đúng không? Và tức là gì? Quy dòng tiền trong tương lai về hiện tại. Tức là để xác định giá kỳ hạn ấy thì chúng ta sẽ quy tất cả dòng tiền trong tương lai về hiện tại. Thế là được, đúng không? Đầu tiên này, với tài sản ấy nó sẽ chia ra một số tài sản. Thứ nhất là gì? Tài sản mà không trả cổ tức hay thu nhập tức là tài sản mà không trả cái gì hết thì công thức chúng ta là F0 bằng S0 nhân E mũ RT Được chưa? Đấy, trong đó cho mọi người biết rồi đúng không? S0 sẽ là gì? S0 sẽ là cái giá giao ngay Được không? S0 là giá giao ngay, F0 là giá kỳ hạn nữa Giá kỳ hạn sẽ bằng giá giao ngay nhân E mũ RT Được chưa? Đó, với giờ lãi suất và T là thời hạn thì thôi, đúng không? Tiếp theo ấy là gì? Tài sản có trả cổ tức hay thu nhập thì các bạn còn nhớ không? Mình đã nói nguyên tắc rồi Nguyên tắc là gì? Giá kỳ hạn là giá trị tương lai của chi phí bỏ ra để nắm giữ tài sản đúng không? Đây này, chi phí bỏ ra để nằm giữ thì bản chất là gì? Chúng ta thấy khi mà tài sản đó có trả cổ tức hay là thu nhập thì làm sao? Làm giảm chi phí đúng không? Đấy bởi vì bây giờ mình đang nắm giữ tài sản mình lại được trả cổ tức thì có phải là giảm chi phí không? Đấy, hay là trả thu nhập thì giảm chi phí không? Đấy, cho nên ý, công thức của chúng ta sẽ là F0 bằng S0 trừ Y0 nhân E mũ RT, được chưa? S0 là giá do ngay nhá, y không ở đây cái phần là trả cổ tức hay thu nhập đấy nhưng vẫn nhân vẫn nhân em rt đúng không các bạn nhớ đầu tiên chúng ta cứ xuất phát từ cái tài sản không trả cổ tức hay thu nhập ấy là f 0 bằng s không nhân em rt đấy thì lúc là có trả cổ tức thì chúng ta chỉ cần trừ thêm y không vào trong s không thôi còn nhân vẫn như vậy đúng không với cái y không này là chúng ta phải chiết khấu được không chúng ta phải chiết khấu hết cái thu nhập này về hiện tại để chúng ta trừ chúng ta không phải lấy luôn cái ý đâu nhá Đấy, vào công thức đây, chiết khấu này mọi người cũng biết rồi đúng không? Mình đã chỉ cho các bạn trong chương 1 cái phần mà tính giá của trái phiếu ấy, đúng không? Thì mình đã chỉ các bạn là cách chiết khấu rồi. Cụ thể đây chúng ta xuất phát từ công thức này đúng không? Đấy, chúng ta sẽ được là gì? Y0 đây, chúng ta sẽ tổng này tất cả cái thu nhập của mình trong tương lai này đúng không? Đấy, xong rồi nhân này, em u trừ rc nhân n, cho tí thôi, được không? giờ dễ nhá. Đó thì vào bài tập mình sẽ chưa cho các bạn, được không? Và nếu này, thu nhập được cho bằng q phần trăm thì f0 cho bằng s0 nhân e mũ r trừ q nhân t các bạn nhớ nhá nếu mà người ta cho bằng phần trăm ấy thì nó sẽ nhảy lên cái mũ này luôn được chưa Tưởng là xem thay đổi phần trăm của r ER này đúng không còn nếu mà ấy, người ta bảo trả là một số chẳng hạn thì chúng ta sẽ áp dụng công thức trên này ok chưa Thế nhớ nhá các bạn nhớ cả hai công thức này được không còn thứ ba ấy là với tài sản thông thường sản thông thường là gì? Những cái loại tài sản mình đã nói đúng không? Như là lúa này, rồi thì gạo các thứ đúng không? Thì nó sẽ phát sinh các loại chi phí như là lưu kho rồi bảo quản, đúng không? Bởi vì ấy, chúng ta có những loại chi phí này chúng ta phải có cái kho để cất đúng không? Đấy và bảo quản các thứ, đúng chưa? Thì các bạn biết là gì? Phát sinh những loại chi phí này nó sẽ làm tăng chi phí, cho nên vì sao lại là, là cộng, các bạn hiểu không? Đấy nhá. Cái gì cứ làm giảm chi phí là trừ, làm tăng chi phí là cộng. Bởi vì nguyên tắc mình đã nói rồi đúng không? nó chính là giá trị tương lai tất cả khoản chi phí đúng không đấy thì đây mình sẽ thấy ở đây là tài sản trả của tất cả thu nhập làm giảm chi phí trên mới là trừ ở đây là tài sản làm gì tài là thông thường nó phát sinh thêm các loại chi phí khác thì nó sẽ là cộng đúng không đấy thì đây cụ thể f0 sẽ bằng là gì s0 cộng u0 bởi u0 là chi phí chiết khấu về hiện tại rồi nhân em rt đã mình đã nói rồi đúng không? mình cứ xuất phát từ công thức là f0 bằng s0 em rt đấy xong nếu mà tài sản có trả của tức hay thu nhập thì chúng ta sẽ trừ y không đúng không ở trong cái chỗ s không ấy còn đây phát sinh các loại chi phí để tài sản thông thường ấy thì chúng ta sẽ cộng u không ok chưa Thế nhá. Đấy, với u không thì cũng là chiết khấu dòng tiền công thức vẫn y như bên này được chưa và nếu chi phí được cho bằng u phần trăm ấy thì nó sẽ nhảy lên cái mũ của e đúng không nhớ như thế được chưa cứ cho phần trăm nó sẽ nhảy lên cái mũ của e và cụ thể là với tài sản có trả của tức hay thu nhập thì đây nó sẽ nhảy lên cái mũ của nó bị trừ đúng không còn bên này tài sản thông thường phát sinh thêm chi phí đúng không? Đấy thì nó sẽ nhảy lên nó là cộng trên mũ thì thôi. Được okay chưa? Rồi nhá, thì đấy là cách xác định giá kỳ hạn. Được không? Đó ok chưa? Và mình sẽ tẩy cái này đi nhá cho các bạn dễ chụp. Rồi đấy, nếu mà các bạn muốn chụp thì các bạn chụp, được không? Và tiếp theo là mình sẽ chuyển sang đây là kết quả của hợp đồng kỳ hạn. Thì kết quả của hợp đồng kỳ hạn này còn được hiểu là lãi lỗ của hợp đồng kỳ hạn tại điểm đáo hạn đúng không? Thì trong trách nhiệm tao thì hỏi là gì? Hãy xác định lãi lỗ của hợp đồng kỳ hạn này Đấy thì mình sẽ biết đúng không? Đấy là với người mua hợp đồng kỳ hạn ấy thì lợi nhuận này, lợi nhuận hay còn có thể ghi là lãi lỗ nhá. Nó sẽ bằng lại ST trừ K bởi vì các bạn biết không? Đấy là mua hợp đồng kỳ hạn sẽ làm sao? Sẽ phải mua với giá K, đúng chưa? Đây mình sẽ nói cho các bạn cụ thể hơn đây một chút nhá. Đấy là gì? Khi mua hợp đồng kỳ hạn các bạn biết rồi đúng không? Sẽ phải mua với giá trên hợp đồng mà giá trên hợp đồng sẽ là K. Đấy thì mình sẽ giả sử là người ta sẽ bán giá trên thị trường ST thì cứ phải là lợi nhuận sẽ bằng ST trừ K không? Đấy, chúng ta lấy giá bán được này, trừ giá phải mua đúng không? Mua theo hợp đồng. Đó và thứ hai là nếu mà bán được đồng kỳ hạn thì sao mọi người biết đúng không? Đã bán được theo giá là gì? Bán được theo giá là K, đúng chưa? Vậy lợi nhuận sẽ bằng là K trừ ST. Mình giả sử là mình mua theo giá ST và bán theo giá K, được chưa? Và K thì là F0 ấy. F0 là cái giá kỳ hạn đấy mình xác định cùng nhau ấy, đúng không? Đấy K là F0. Mọi người biết cách xác định chưa? Tóm lại ý, nếu mà mua hợp đồng kỳ hạn thì lợi nhuận sẽ bằng là ST trừ đi F0 đúng không? Còn báo đồng kỳ hạn là lợi nhuận sẽ bằng là F0 trừ ST, hiểu chưa? Hay lớn hơn không thì lại đang làm gì? Đang lãi, nhỏ hơn không đang lỗ thì thôi. Được chưa? Vậy là kết quả hợp đồng kỳ hạn như vậy nhá. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang đấy là hợp đồng kỳ hạn ngoại hối. Được Chúng ta còn hai nội dung nữa thôi, để hợp đồng kỳ hạn ngoại hối vào hợp đồng kỳ hạn lãi suất. Thế là xong nội dung của chương này, rất là dễ thôi đúng không? Ok, thì bây giờ mình sẽ nói với các bạn nhé về cái hợp đồng kỳ hạn ngoại hối này. Đầu tiên là mình sẽ đi đến khái niệm, khái niệm là gì? Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối là thỏa thuận mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ nhất định với một tỷ giá cố định tại một thời điểm xác định trong tương lai đúng không? Thì đây cũng là hợp đồng kỳ hạn. Đấy, cho nên nó cũng đủ những cái như vừa nãy chúng ta nói đúng không? Đấy là gì? Là thỏa thuận mua hoặc bán đúng không? Nhưng mà đây là ngoại hối, tức là mua bán tiền ở nước ngoài đúng không? Thì nó sẽ là gì? Mua bán một số lượng ngoại tệ nhất định với một tỷ giá cố định tại một thời điểm xác định trong tương lai thì đây phải là tỷ giá đúng không? Như kiểu là một USD bằng bao nhiêu Việt Nam ấy thì đấy chính là tỷ giá đúng chưa? Tỷ giá là cái gì? So sánh giá trị của hai đồng tiền đúng không? Cái quy đổi với nhau ấy, được chưa? Thì đây mình có thể nói thêm cho các bạn một chút. Nãy là chúng ta nói đến hàng hóa thông thường đúng không? Hàng hóa thông thường thì đấy nó đo bằng giá. Còn ý, ngoại tệ thì đo với tỷ giá đúng không? Còn vốn thì đo với lãi suất đấy thì mình sẽ tí mình sẽ đến là hợp đồng kỳ hạn lãi suất đúng không đấy thì mình sẽ biết đấy là cái sự trao đổi vốn các thứ ấy thì nó sẽ có cái lãi suất này đúng không thì mình mới nói đấy đây là những nhân tố đúng không hàng hóa thông thường nó sẽ có giá đúng không ngoại tệ thì nó sẽ là tỷ giá còn vốn thì nó sẽ là lãi suất đúng không ok nhá đấy tức là giá của ngoại tệ là tỷ giá còn giá của vốn là lãi suất đấy được chưa mọi người biết đúng không nào và đây nhớ một cái đấy là gì mua hợp đồng kỳ hạn ngoại hối là gì là mua ngoại tệ với tỷ giá cố định trong tương lai còn bán là đồng kiện ngoại hối sẽ là gì là bán ngoại tệ với tỷ giá cố định trong tương lai đúng không thì mua thì vẫn là mua và bán vẫn là bán thôi đúng không đấy nhưng mà đây là mua ngoại tệ với tỷ giá cố định còn bán sẽ là bán ngoại tệ với tỷ giá cố định được không đấy vì đây nó hơi khác biệt một chút đúng không đấy là hợp đồng kiện ngoại hối mà nghe chưa vậy nhá đó thì đấy là về phần khái niệm tiếp theo là mình sẽ chuyển sang nhá đấy là phần là cách yết tỷ giá